Huấn luyện viên Kim Sang Sik, Việt Nam thắng Philippines nhờ nhiệt huyết. Hà Nội theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, quyết tâm của tập thể và khả năng chấp cơ hội của các tiền đạo giúp Việt Nam ngược dòng thắng Philippines 3-2 ở vòng loại 2 World Cup 2026 tối ngày 6 tháng 6. Trên sân Mỹ Đình, Việt Nam gặp không ít khó khăn trước Philippines. Đội chủ nhà thậm chí suýt nhận hai bàn thua trong hiệp 1 trước khi bị dẫn bàn ở phút 62. Nhờ cú đúc trong 15 phút giữa hiệp 2 của Nguyễn Tiến Linh, Việt Nam mới đảo ngược tình thế, vượt lên dẫn trước 2, 1. Tuy nhiên, đội sau đó bỏ lỡ một số cơ hội rồi bị gỡ hòa 2, 2 từ cú sút cận thành của Kevin Ingresso phút 89. Phải đến phút bù thứ 5, đoàn quân của huấn luyện viên Kim mới tìm được bàn ấn định chiến thắng nhờ cú đá bồi của tiền đạo vào thay người Phạm Tuấn Hải. Bóng đá luôn khó lường và trận đấu hôm nay cho thấy điều đó, ông Kim nói tại họp báo sau trận. Philippines đã có hai cơ hội ngon ăn ở hiệp 1, nhưng thiếu một chút chính xác để cụ thể hóa thành bàn. Ngược lại, Việt Nam chiến thắng nhờ có Tiến Linh và Tuấn Hải những tiền đạo xuất sắc biết tận dụng cơ hội. Chiến thắng này giúp Việt Nam đạt mục tiêu kép, cắt mạch thua 7 trận từ thời Philip Chusie và có 3 điểm để nuôi hy vọng trong cuộc đua vào vòng loại 3 khi chỉ kém nhì bảng Indonesia một điểm. Kết quả này còn giúp huấn luyện viên Kim Sang Sik, người nhậm chức đầu tháng 5, có khởi đầu suôn sẻ. Lâu rồi, Việt Nam mới chiến thắng. Đội tuyển chỉ tập trung trong 5 ngày. Một quãng thời gian quá ít ỏi, nhưng các cầu thủ đã thi đấu bằng tất cả nhiệt huyết. Tôi nghĩ đó cũng là yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng hôm nay, huấn luyện viên Kim nói thêm. Nhà cầm quân 47 tuổi cũng cho biết, ông cảm nhận rõ nhất áp lực khi Việt Nam để Philippines gỡ hòa 2 đến 2 phút 89. Lúc đó, tôi thấy thời gian còn quá ít. Thay vì các điều chỉnh chiến thuật, tôi chỉ tập trung vào một việc duy nhất là giúp các cầu thủ lấy lại bình tĩnh, ông nói thêm. Trận này huấn luyện viên người Hàn Quốc hầu như không ngồi trong khu vực kỹ thuật mà đứng ngoài đường biên để theo dõi và lên tiếng chỉ đạo, động viên cầu thủ. Ông cho biết không mệt vì đứng liên tục như thế và tin rằng các cầu thủ đá cả trận trên sân mới là những người mệt nhất. Chân giữ trong khung thành của Việt Nam hôm nay là thủ môn Đặng Văn Lâm thay vì Nguyễn Philip như ở các trận trước dưới thời huấn luyện viên Chu Xe. Việc thủ môn mang hai dòng máu Việt, Nga để lọt lưới hai bàn đặt ra tình huống có phần khó xử cho huấn luyện viên Kim. Tuy nhiên, Nhà cầm quân Hàn Quốc cho rằng đây là sự khó xử một cách dễ chịu. Văn Lâm và Philip đều thể hiện phong độ tốt, nhưng chỉ một người bắt chính. Tôi rất khó quyết định và phải trao đổi với huấn luyện viên thủ môn trước khi chọn Văn Lâm hôm nay. Tôi cho rằng việc có hai thủ môn cùng có phong độ tốt như vậy là điều tích cực, vì sự cạnh tranh sẽ đem lại điều tốt đẹp cho tập thể. Việc của tôi và ban huấn luyện là động viên cả hai để họ tiếp tục cố gắng, ông Kim cho biết. Ở lượt trận tiếp theo ngày 11 tháng 6, Việt Nam làm khách trên sân Basra của Iraq. Đội cần giành ít nhất một điểm, đồng thời hy vọng Indonesia tay trắng trước Philippines để lách khe cửa hẹp vào vòng loại thứ ba. Hiện, Việt Nam chỉ ít hơn một điểm, trong khi cùng có hiệu số âm hai như Indonesia. Huấn luyện viên Kim hứa hẹn sẽ cùng đội tuyển cố gắng hơn nữa ở các trận tiếp theo để tạo ra cảm giác tận hưởng cho cổ động viên và mong nhận được nhiều hơn sự cổ vũ từ người hâm mộ.